Rồi, hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Huy lại lên sóng hơi trễ một xíu. Hôm nay thì hiện tại thì bây giờ là 7 giờ tối rồi và bên Huy thì đang bàn giao một bộ dàn array cho anh khách hàng tên Ninh, và đây là anh khách hàng rất là thân của công ty mình. Hiện tại thì bên mình đang chuẩn đồ lên xe cho anh khách. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân Huy đi làm xe. Hôm nay thì gồm một cặp xúc 50 với 3 cặp array. Đó, hiện tại thì Loan đang chuẩn đồ lên xe rồi. Đây là anh khách hàng ruột của bên công ty mình, đã ủng hộ bên công ty mình từ năm 2016 đến năm nay 4 năm rồi. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời các bạn. Hiện tại thì một chiếc xe thì không có chở hết và đang đợi thêm một chiếc xe của anh khách lên nữa. Đây là anh khách hàng phải nói là đại gia đất Tây Ninh, rất là chịu chơi, một trang trại rất là lớn ở Tây Ninh. Chú mười chú biết thôi, em biết nhà bữa em không biết, chắc em không có đi. Hôm nay thì lên sóng hơi trễ, hiện tại thì mình mới đi tập gym về nâng cao sức khỏe. Vừa về nơi thì gặp anh khách ở đây, anh ấy đang chuyển đồ lên xe rất là vui mừng, thì anh ấy rất là tin tưởng công ty mình. Sau 4 năm gắn bó công ty mình thì tiếp tục làm này lại quay lại, trước đợt Covid thì anh lại quay lại công ty mình một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi cái video của công ty mình. Xin chúc cho tất cả quý vị các bạn đã theo dõi một tuần mới làm việc thật vui vẻ, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe.